Xin chào anh chị nhà đầu tư. Nghe về họp đại hội cổ đông đã nhiều, nhưng trực tiếp trải nghiệm, trực tiếp tham gia đại hội thì hẳn không có nhiều anh chị đã từng tham gia. Việc tham gia đại hội cổ đông không chỉ giúp cho anh chị hiểu rõ hơn về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, mà còn giúp cho anh chị nắm bắt được những thông tin thú vị về lãnh đạo, về định hướng chiến lược trong tương lai của công ty. Vậy thì tham dự một cuộc họp đại hội cổ đông sẽ bao gồm những quy trình nào, cần những thủ tục gì để tham gia? Sau đây, xin mời anh chị cùng theo chân AZFIN tham dự cuộc họp đại hội cổ đông năm 2024 của công ty cổ phần chứng khoán Smart Invest. Để tham gia đại hội cổ đông, trước tiên anh chị cần sở hữu tối thiểu một cổ phiếu tại thời điểm chốt quyền, và anh chị nhớ mang theo căn cước công dân để đến họp. Nếu anh chị được ủy quyền tham dự, anh chị đừng quên mang thêm giấy ủy quyền để tham dự đại hội. Sau khi làm thủ tục xong, ban tổ chức sẽ cấp cho anh chị giấy tờ liên quan đến họp đại hội và sắp xếp cho anh chị chỗ ngồi. Với một số công ty lớn khác, họ còn cung cấp cho anh chị thêm một số khoản phí hỗ trợ cho nhà đầu tư. Tuy nhiên, cái này là không nhiều. Công ty chứng khoán Smart Invest, tiền thân là công ty chứng khoán Gia Anh, thành lập năm 2006 với vốn điều lệ là 22 tỷ đồng. Năm 2016, công ty chính thức đổi tên thành công ty chứng khoán Smart Invest và lên sàn Upcom vào năm 2020. Hiện tại, công ty chứng khoán Smart Invest có trụ sở tại số 222 Nguyễn Lương Bằng, thành phố Hà Nội và có các văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh, Thái Nguyên và Nam Định. Công ty chứng khoán Smart Invest kết thúc năm 2023 với doanh thu đạt 656 tỷ đồng, giảm 46% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 86,9 tỷ đồng, tương ứng giảm 72% so với cùng kỳ. Lý giải cho kết quả kinh doanh năm 2023 bị giảm sút, ban lãnh đạo chia sẻ với cổ đông rằng mảng trái phiếu vốn là cái mảng kinh doanh cốt lõi của công ty thì năm 2023 đã bị ảnh hưởng rất nhiều do thị trường chung. Do đó mà kết quả kinh doanh của công ty bị ảnh hưởng rất là nhiều. Tuy nhiên sang năm 2024 này thì công ty cho rằng là cái thị trường trái phiếu sẽ ấm lên và kết quả kinh doanh của công ty sẽ hồi phục một cách tích cực. Về kế hoạch kinh doanh năm 2024, Smart Invest có một vài điểm nhấn sau. Thứ nhất, công ty đặt mục tiêu phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 4.691 tỷ đồng, tương ứng tăng 204% thông qua phát hành cổ phiếu 1:1 với giá 10.000 đồng. Về doanh thu hoạt động, công ty đặt mục tiêu đạt 1.000 tỷ đồng, tăng 152%, lợi nhuận sau thuế đạt 240 tỷ đồng, tăng 276% so với cùng kỳ. Thứ hai, công ty dự kiến phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 4%. Thứ ba, về phát triển thị trường, công ty nghiên cứu và thành lập văn phòng đại diện tại Nhật Bản, Đài Loan và Canada. Thứ tư, công ty dự kiến đầu tư góp vốn thành lập công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán để hỗ trợ phát triển các dịch vụ như robo trading, hỗ trợ đầu tư không sử dụng môi giới để sớm trở thành công ty fintech. Thứ năm, về vấn đề chuyển sàn, hiện tại AIS đã hoàn tất các thủ tục hồ sơ nộp lên để chuyển sàn từ Upcom sang HOSE. Tuy nhiên, do một số điều kiện khách quan từ sở giao dịch cũng như là điều kiện thị trường, do đó mà AIS chưa thực hiện hoạt động chuyển sàn này. Đó là thông tin từ ban lãnh đạo. Còn những cổ đông khác thì sao? Họ đánh giá thế nào về hoạt động kinh doanh của AIS, về tiềm năng tăng trưởng trong tương lai của công ty này? Mời anh chị cùng nghe những bài chia sẻ của những cổ đông khác ngay sau đây. Chào chú ạ. Xin chào. Vâng. Chú ơi, chú đã đầu tư chứng khoán bao lâu rồi? Chú vào từ năm khi mà thị trường chứng khoán nó có khoảng 6 mã, chả nhớ được. Cuối cùng là Sunjiko, khi nào Sunjiko bắt đầu lên trên sàn thì chú bắt đầu vào. À, thế là cùng... nó vào khoảng tầm 2000 mấy đúng không ạ? Đấy, khoảng 2000 mấy đại khái thế. Thế thì chắc là chú tham gia nhiều đại hội cổ đông lắm rồi không? Cũng tương đối nhiều, mà gần đây tích cực tham gia để xem các cái thông tin mới để cập nhật thêm là họ có gì không. Thế mà trong đại hội cổ đông thì mình cũng rất quan tâm đến vấn đề mà khi mà các cổ đông hỏi đáp và thị trường hội đồng quản trị họ giải đáp các câu hỏi thắc mắc cổ đông. Vâng. Đấy, thế thì mình rất quan tâm vấn đề đấy. Thì là mình nó sẽ cho mình biết nhiều cái thông tin. Ừ, với lại cái thực sự là nó như thế nào. Đấy, tất nhiên là hy vọng một phần nào trong đấy có một cái sự thật về công ty người ta. Cảm ơn chú đã tham gia không có gì cho cháu. Vâng. Không có gì à, chúc chú đầu tư thuận lợi. À, chú cảm ơn. Rồi, anh em mình đầu tư bao lâu rồi? Anh đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam khoảng từ năm 21, giữa năm 21. 2021. Giữa năm 2021, tôi lúc đó thì không ở Việt Nam. Thế là anh lúc đấy là ở nước ngoài. Ở nước ngoài. Bây giờ về hưu mới về Việt Nam. Vâng ạ. À.
Trong cái buổi đại hội ngày hôm nay thì anh đánh giá là cái kết quả kinh doanh 2023 của AIS thế nào? Thì 2023 thì tất nhiên là theo thị trường chung thì các bạn ấy rất đau rất nhiều, tức là bị gọi là kết quả nó kém hơn rất nhiều so với 22. Nhưng mà tiềm năng thì của năm 24 thì tiềm năng chung thì chắc là có nhiều triển vọng. Gọi là tín hiệu là có thể được lên sàn hay là gọi là tăng vốn, thêm tăng vốn phát hành cổ phiếu thêm đấy 100% tăng vốn gấp đôi. Thì cũng có thể là có một cái triển vọng cho anh em mình trong công việc là đầu tư. Thế anh đánh giá là cái xu hướng sắp tới định hướng công ty mà phát triển về hướng fintech ấy, hay là quản lý tài chính ấy, thì anh thấy nó thế nào? Mình nghĩ là các bạn ấy mạnh thì về, như các bạn nói là các bạn mạnh về trái phiếu, phát hành trái phiếu và đầu tư một số những cái công ty sơ cấp, thì tất nhiên là cái này thì mình khó kiểm tra, nhưng mà đành phải tin là các bạn ấy có cái triển vọng. Chứ còn khó kiểm tra, nếu mà cái đầu tư vào các công ty thứ cấp mà chưa, không phải công ty public, công ty mà gọi là gì, công ty mà gọi là public là công ty đại chúng, đại chúng ấy, thì thấy là khó kiểm tra kết quả. Kinh doanh trái phiếu mà thấy ổn thì chắc là tốt thôi. Tức là những cái đấy thì nó sẽ phải phản ánh qua cái kết quả kinh doanh trên báo cáo tài chính, đúng không? Đúng rồi, thì đợi đến giữa kỳ cuối năm ta mới biết được. Em cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã tham gia cuộc phỏng vấn nhé. Ok. Vừa rồi anh chị đã nghe những phần chia sẻ của những cổ đông khác về chứng khoán Smart Invest. Vậy đánh giá của anh chị về công ty này thế nào? Quan điểm của anh chị ra sao? Anh chị hãy comment ngay ở dưới video này để chúng tôi cùng được nắm biết nhé. Và nếu như anh chị có quan tâm đến mã cổ phiếu nào muốn chúng tôi làm video về đại hội cổ đông của nó, anh chị cũng hãy comment ngay dưới đây để chúng tôi được biết, và chúng tôi sẽ sắp xếp thời gian để thực hiện những video phóng sự như vậy. Lưu ý, video của chúng tôi chỉ nhằm mục đích chia sẻ thông tin đến anh chị nắm hiểu rõ hơn về doanh nghiệp, mà không nhằm mục đích khuyến cáo anh chị đầu tư, mua hay bán bất kỳ cổ phiếu nào. AZFIN sẽ không chịu trách nhiệm về hoạt động mua bán của nhà đầu tư. Nếu anh chị thấy video này của chúng tôi hay, xin anh chị hãy cho chúng tôi một like, một chia sẻ để chúng tôi có thêm động lực làm những video mới hay hơn, phù hợp hơn với anh chị. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.